Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Thông tin về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc vào sáng nay sẽ mở đầu cho bản tin hôm nay. Tiếp đó là những tin tức cập nhật liên quan tới tình hình dịch COVID-19 trong nước quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày 20 tháng 7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc tại nhà Quốc hội. Trong hơn 11 ngày làm việc, Quốc hội dành 3 ngày cho công tác nhân sự khi tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, xem xét thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Theo chương trình, sau khi Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng. Tiếp đó, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo tổng kết của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội họp riêng để xem xét công tác nhân sự, biểu quyết thông qua nghị quyết về số phó chủ tịch Quốc hội, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch quốc hội, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa 15. Sau khi thảo luận tại đoàn chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín bầu chủ tịch quốc hội. Sau khi thảo luận tại đoàn chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín bầu chủ tịch quốc hội. Quốc hội tiến hành quy trình bầu 4 phó chủ tịch quốc hội và 13 ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội xem xét danh sách đề cử vào các vị trí tổng thư ký quốc hội, chủ tịch hội đồng dân tộc chủ nhiệm ủy ban của quốc hội, tổng kiểm toán nhà nước. Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Bộ trưởng Janet Yellen ngày 19 tháng 7 đã có cuộc gặp trực tuyến với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và hai bên đã đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ. Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai bên cho biết tâm điểm của khung chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết để Bộ Tài chính Mỹ tiến hành phân tích kỹ lưỡng và báo cáo về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên thị trường ngoại hối trong báo cáo định kỳ 6 tháng của Bộ này trước Quốc hội. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh Mỹ và Việt Nam là đối tác tin cậy trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ từng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden tháng 4 vừa qua đã hủy bỏ quy định này khi cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, tiến độ triển khai giải ngân gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trông chờ rất nhiều ở sự vào cuộc quyết liệt của các tỉnh thành, bộ ngành liên quan đánh giá tại cuộc họp Bộ trưởng Thông tin về tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đặc biệt ở khu vực phía Nam và tính cấp bách trong việc cần sớm đẩy nhanh việc triển khai các chính sách hỗ trợ, đồng thời qua đó đòi hỏi việc xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc kiểm tra và triển khai thực hiện. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngân hàng chính sách xã hội và bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đóng vào vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động. Bởi hiện nay, đa số các chính sách của Nghị quyết 68 NQCP có được triển khai nhanh hay chậm, tùy thuộc rất nhiều vào công đoạn xử lý của hai ngành này. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thành lập tổ công tác đặc biệt phòng chống COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phụ trách. Theo đó, tổ công tác của bộ có ba nhiệm vụ chính: đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết 68 và quy định 23 giải quyết quan hệ lao động tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, tránh trục lợi và hạn chế tình trạng tranh chấp tiền lương phát sinh, tham gia hỗ trợ đảm bảo sinh kế cho người dân. Không để bệnh nhân thiếu máy thở, nhân viên y tế thiếu dụng cụ phòng hộ. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp khẩn của chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế đã ban hành và huy động các trang thiết bị, thuốc, vật tư, trang thiết bị phòng hộ, chuẩn bị năng lực sản xuất, cung cấp khí oxy cho công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Về năng lực sử dụng oxy hiện nay, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết có 993 cơ sở y tế đủ đáp ứng yêu cầu điều trị cho 66.000 ca nhiễm cần đến thở oxy. Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn. Tổng công suất đạt hơn 851.000 mét khối khí mỗi ngày, tương đương 1.300 tấn một ngày và có thể tăng thêm từ 50 đến 100% công suất. Bộ Y tế đã họp với 17 nhà máy sản xuất oxy trên toàn quốc, yêu cầu các đơn vị tăng công suất sản xuất, tăng dự trữ oxy, tăng khả năng phân phối Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải chủ động công tác hậu cần đối với trang thiết bị, đặc biệt trang thiết bị xét nghiệm, điều trị. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong tình huống dịch có mức nguy cơ cao hơn để sẵn sàng đáp ứng. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 đến 6 giờ ngày 20 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.155 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước. 2.155 ca mắc mới trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 1.519 ca, Bình Dương 156 ca, Tiền Giang 133 ca, Đồng Nai 80 ca, Vĩnh Long 43 ca, Khánh Hòa 38 ca, Bến Tre 34 ca, Đà Nẵng 32 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 26 ca, Cần Thơ 22 ca, Phú Yên 12 ca, Hậu Giang 10 ca, Kiên Giang 8 ca, Vĩnh Phúc 7 ca. Hà Nội 6k, Bình Phước 6k, An Giang 6k, Đồng Tháp 6k, Đắk Lắk 2k, Quảng Ngãi 2k, Bạc Liêu 2k, Lâm Đồng 2k, Quảng Nam 1k, trong đó có 251k trong cộng đồng. Theo bản tin Bộ Y tế về chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 20 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 60.180 ca mắc, trong đó 58.100 ca trong nước và 2.080 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 56.530 ca, trong đó có 8.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 11 trên 58 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận hơn 191 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4 triệu trường hợp tử vong. Indonesia ghi nhận thêm 1.338 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 74.920 người. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 34.257 ca mới, mức thấp nhất theo ngày, được ghi nhận kể từ ngày 6 tháng 7. Hiện số ca mắc tại Indonesia đã vượt 2,9 triệu ca. Philippines thông báo có thêm 5.651 ca mới, nâng tổng số lên 1.513.396 ca. Số người tử vong cũng tăng lên 26.786 ca sau khi có thêm 72 bệnh nhân không qua khỏi. Singapore ghi nhận 163 ca mắc mới, con số thống kê theo ngày cao nhất trong 11 tháng, với các cụm lây nhiễm tăng liên quan tới quán bar karaoke và một cảng cá. Khoảng 73% trong tổng số 5,7 triệu dân ở Singapore đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Tuy nhiên, chính phủ nước này đang đẩy mạnh việc tiêm chủng cho người cao tuổi. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Chiều ngày 19 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn năm 2016-2020 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn năm 2021-2023. Giai đoạn năm 2016-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết trong đó phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước đến người sử dụng lao động, người lao động, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành lập công đoàn, thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động, đoàn viên công đoàn về các lĩnh vực, giáo dục nghề nghiệp, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Hàng năm, 4 trên 4 doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại định kỳ 52 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 744 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức 67 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, điều tra 20 vụ tai nạn lao động, thanh tra pháp luật lao động 357 cuộc, kiểm tra giám sát liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động tại 81 doanh nghiệp, tư vấn 240 trường hợp người lao động về các vấn đề quyền lợi người lao động. Trong 5 năm, các cấp các ngành triển khai trên 200 hội nghị, hội thảo tọa đàm lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em cho trên 35 lượt người. Trong 5 năm, các cấp các ngành triển khai trên 200 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em cho trên 35.000 lượt người. Cấp phát hơn 300.000 tờ rơi tài liệu, hệ thống hóa các văn bản pháp luật về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phát huy kết quả đạt được giai đoạn năm 2021-2023, hai đơn vị thống nhất nội dung chương trình phối hợp gồm công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và đào tạo, công tác quan hệ lao động, việc làm và tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và bảo đảm quyền trẻ em, việc làm và đào tạo nghề, thanh tra kiểm tra giám sát thực hiện chính sách pháp luật tại hội nghị, lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn năm 2021-2023. Liên đoàn Lao động huyện Trùng Khánh vừa sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng củng cố tổ chức công đoàn, vận động đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, công tác chăm lo đời sống, thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn được chú trọng, tổ chức thăm hỏi, tặng 32 suất quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng, công nhân Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 28 xuất quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 19 triệu đồng. Đôn đốc các công đoàn cơ sở tham gia chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Toàn huyện có 16 sáng kiến được cập nhật. Sau tháng cuối năm, năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện tuyên dương 4 tập thể 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, khen thưởng 7 cá nhân có thành tích trong chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 cho 90 người có uy tín trên địa bàn huyện tại hội nghị các đại biểu đã được nghe thông tin về tình hình bệnh viêm da nổi cục ở châu bò thông tin dịch tả châu phi Dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trong nước và thế giới, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 3 khóa 13, chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, thông báo nhanh kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, thông qua hội nghị, những người có uy tín trên địa bàn huyện có thêm thông tin cần thiết hữu ích để tăng cường và phát huy vai trò trách nhiệm của người có uy tín, làm tốt công tác dân vận, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Công an tỉnh vừa phát hiện bắt giữ đối tượng buôn lậu động vật quý hiếm, tăng vật thu giữ hai cá thể tê tê sống Cụ thể, ngày 16 tháng 7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh làm nhiệm vụ tại đỉnh Đèo Mã Phục thuộc xã Quốc Toàn, huyện Quảng Hòa, phát hiện đối tượng Hoàng Văn Dần sinh năm 1959, trú tại cụm 7 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, bước từ xe khách Vĩnh Dung xuống có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trong hành lý của đối tượng Dần có hai cá thể tê tê sống. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Văn Dần khai nhận mua hai cá thể TT tê tê trên với một người tên là Thành, quê tỉnh Đắk Lắk với giá 18 triệu đồng, sau đó mang lên khu vực biên giới định bán cho một người Trung Quốc tên là Báo để kiếm lời. Công an tỉnh đã bản giao hai cá thể TT tê tê trên cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình để chăm sóc theo dõi. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Bản tin 9h10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.